Chẳng hiểu vì lý do gì mà thế hệ cầu thủ Barcelona hiện tại lại có nhiều vấn đề trên truyền thông đến như thế. Từ Robert Lewandowski, João Felix và bây giờ là cả João Cancelo cũng khiến cho mọi ngõ ngách những nền tảng online phải nhắc đến tên mình. Dĩ nhiên là chẳng phải theo ý kiến tích cực nào cả. Mấy hôm trước thì anh chê Ronaldo hết đát, còn bây giờ thì là mắng luôn đội bóng chủ quản Man City và gọi Pep Guardiola là kẻ dối trá. Cancelo hiểu, mình vẫn còn đang là cầu thủ thuộc biên chế của The Citizens và đây là City chứ không phải United. Vậy tại sao lại có những cử chỉ thiếu cẩn trọng liên tiếp đến như vậy? Một cậu học trò giỏi giang của Pep bây giờ bỗng hóa thân thành cậu học sinh cá biệt thiếu chuyên nghiệp đến kịch đường mất rồi. Anh đã phát ngôn với tờ Abola như thế này khi được hỏi về việc phải đi cho mượn tới hai đội bóng liên tiếp. Không, tôi thực sự không nghĩ vậy. Nhưng tôi sống cuộc sống của mình vào thời điểm này. Vì một số điều mà tôi đã được đem cho Bayern Munich mượn vào năm ngoái, tôi không hối tiếc, ngay cả khi Man City vô địch Champions League. Tôi cảm thấy mình đã lựa chọn đúng, rằng tôi đã đến một câu lạc bộ thực sự muốn có tôi, ngay cả trước khi gia hạn hợp đồng. Đó là một câu lạc bộ đã cho tôi rất nhiều trong 6 tháng tôi ở đó. Tôi đã đối đầu với những cầu thủ tuyệt vời và câu lạc bộ thật ngoạn mục. Sau đó tôi đến đây, hạ lương và tôi không bị làm phiền bởi điều đó dù chỉ một chút. Đây là lần thứ 3 tôi chuẩn bị đến Barcelona và cuối cùng tôi cũng ở đây. Câu chuyện sốt dẻo trong mùa đông năm ngoái cũng chính là lý do mà sự nghiệp của João Cancelo phải rẽ lối khủng khiếp đến như thế này. Anh và Pep Guardiola đã lời qua tiếng lại với nhau, đến ngưỡng mà trong một buổi họp báo vào tháng 6, ông thầy người Tây Ban Nha đã dứt điểm. Chúng tôi không quan tâm cậu ấy sẽ đi đâu, ngay cả khi cậu ấy muốn đến United, đối thủ của chúng tôi. Phải lâu lắm rồi thì Pep chọc mới có một pha dứt điểm rợn tóc gáy người hâm mộ như vậy. Chắc mớ lùm xùm này phải từ thời Pep dẫn dắt Ibrahimovic, chứ thời đến City, mọi thứ nhìn chung đều êm đẹp. Truyền thông vì thế đã dậy sóng, nhưng ai đứng về phía của João Cancelo bây giờ? Bởi vì ông thầy chọc thì luôn có cái lý của riêng mình. Tại sao ông luôn cùng tập thể của mình đứng đầu chuỗi thức ăn ở mọi giải đấu được nắm quyền, cùng với một triều đại kéo dài biết bao năm tháng? Bí quyết chẳng ai bắt trước đó cũng kèm theo bộ khung kỷ luật dữ dằn nhất, như cách mà ông không chấp nhận cho Calvin Phillips tập luyện chỉ vì thể trạng nặng hơn 1,5 cân so với quy định. Pep đòi hỏi sự hoàn hảo, một khối óc đa nghi thường mắc chứng cầu toàn khi thời điểm hệ trọng đến. Và khi ông cùng với tập thể có được cú ăn ba ngay trong mùa giải 22-23, khi đã không còn João Cancelo trong đội hình, phe chính nghĩa hiển nhiên là hoàn toàn thuộc về ông thầy người Tây Ban Nha. Với trường hợp của Calvin Phillips, thậm chí là trong khoảng thời gian ngắn sau khi cầu thủ này trải lòng, Pep còn lên truyền thông xin lỗi khi đã dùng những lời đi quá giới hạn gây tổn thương cho tiền vệ người Anh quốc. Nhưng Cancelo thì không một lời nào nhắc đến, như người dưng nước lã. Đó là vì Pep bạc béo hay câu chuyện liên quan đến lửa và khói đây? Đó là những lời nói dối. Tôi chưa bao giờ là một người đồng đội tồi và bạn có thể hỏi Nathan Ake hay Rico Lewis để biết. Tôi không có sự vượt trội hay tự ti nào so với họ, nhưng đó là ý kiến của huấn luyện viên. João Cancelo tiếp tục khẳng định trong buổi phỏng vấn gần nhất về thái độ của mình bị Pep đánh giá thấp. Tôi ở lại vì điều đó không đúng. Tôi nghĩ Man City đã hơi vô ơn với tôi khi họ nói điều đó, bởi vì tôi là một cầu thủ rất quan trọng trong những năm tôi ở đó. Tôi không bao giờ thất bại trong cam kết của mình với câu lạc bộ, với người hâm mộ và tôi luôn cống hiến mọi thứ. Tôi nhớ một lần tôi bị cướp và tấn công và ngày hôm sau tôi đang chơi ở Emirates với Arsenal. Đây là những điều mọi người đừng quên. Tôi để vợ và con gái ở nhà một mình, rất sợ hãi. Mọi người sẽ chỉ nhớ điều này bởi vì Pep Guardiola có nhiều quyền lực hơn tôi khi ông ấy nói điều gì đó và tôi thích giữ cho riêng mình. Tôi thích biết rằng tôi đang nói sự thật. Tôi cảm thấy thỏa mãn với những gì tôi đã làm. Tôi là một người minh bạch, tôi không bao giờ nói dối. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi ước mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Bởi vì khi tôi ở đó, tôi rất thích bóng đá và đội bóng của mình. Họ vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất để vô địch Champions League. Việc João Cancelo dùng từ Mr. để nhắc đến Pep thì có thể thấy là cả hai đã chẳng còn là thầy trò từ khá lâu rồi. Đây cũng chẳng còn là chiến tranh lạnh, là sự tôn trọng giữa đôi bên mà là một cuộc chiến thực sự trên truyền thông, một nơi mà không còn gì có thể cứu vãn. Cancelo có thể đúng vì anh minh bạch và không giấu giếm mọi thứ, nhưng vấn đề cảm xúc thì có vẻ khả năng tiết chế của cầu thủ này không được tốt cho lắm. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thật khó thuyết phục khán giả thay đổi góc nhìn về Pep Guardiola nếu bản thân anh không tỏ ra bình tĩnh trong những phát biểu như vậy. Ông thầy chọc thậm chí càng có cớ để phản đam cậu học trò ương ngạnh nếu cần trong buổi họp báo sắp tới, một lần và mãi mãi. Cái gì mà City vô ơn, còn Pep thì dối trá?
Chẳng có ai được chính câu lạc bộ này, ông thầy này dìu dắt lên đỉnh cao mà có thể quay trở lại đáp trả như thế cả. Dù có hỏi Nathan Ake và Rico Lewis đi chăng nữa, đoán xem là họ sẽ về phe của ai trong tình huống này đây. João Cancelo có thể thoải mái sống ở một vùng trời bình yên của mình, tránh những thị phi và tập trung thi đấu. Thay vào đó thì anh lại lên truyền thông liên tục trong nhiều ngày liền và đưa ra những phán xét thiên quá nhiều về cảm xúc cá nhân. Từ người anh cả trong đội tuyển là Ronaldo cho đến tập thể đã đưa mình lên tầm siêu sao thế giới, ông thầy tạo nên vai trò hậu vệ ngược số 1 thiên hạ cho cá nhân mình trong một khoảng thời gian rất dài. Ai mới là người vô ơn, không cần phải là người trong cuộc để có thể nhìn nhận điều đó chỉn chu nhất. João Cancelo thì vẫn luôn được đánh giá cao về góc độ chuyên môn, thì dĩ nhiên làm gì có viên ngọc nào xuất hiện trong tầm mắt của Pep mà lại tầm thường bao giờ đâu. João Cancelo là một cầu thủ trưởng thành từ lò của Benfica, bước ra ánh sáng trong màu áo của Valencia, sau đó là một hành trình tại Inter Milan và Juventus trước khi thực sự bước vào trạng thái đỉnh cao với pháo đài chắp cánh không đâu ngoài Man City. Nếu đó là một cầu thủ ít khi được ra sân vì lý do chuyên môn mà phải tìm miền đất mới thì không ai nói. Nhưng João Cancelo thì trong màu áo nào cũng thường được trao niềm tin, có cơ hội để gắn bó lâu dài. Nhưng vì một lý do gì đó, anh luôn gặp vấn đề. Nhà báo chuyên tin tức về La Liga, Lu Martin đã nói như thế này về cầu thủ người Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã giải thích nó nhiều lần. Đó là vấn đề về thái độ và hành vi. Nếu có một điều Pep không thể chịu đựng được, đó là hành vi xấu và thừa cân. Hành vi của Cancelo không phải là đúng. Mặc dù là một cầu thủ bóng đá, anh ấy có phẩm chất tuyệt vời. Điều tương tự cũng xảy ra với anh ta ở Valencia. Anh ta không rời đi vì anh ta chơi không tệ. Anh ta rời đi vì ngay cả Chúa cũng không thể chịu đựng được anh ấy. Ở Barca, miễn là anh ấy thi đấu, không có vấn đề gì. Nhưng ngày anh ấy ngừng thi đấu, cá tính của anh ấy sẽ xuất hiện. Miễn là anh ấy không có sự cạnh tranh thì nó sẽ không xảy ra. Nhưng ở City thì khác, có rất nhiều chất lượng của các cầu thủ hội tụ ở đó. Về trường hợp của Barca thì thật khó để câu lạc bộ có thể tìm được người nào phù hợp hơn vị trí hành lang cánh trái đặc chủng của João Cancelo. Alejandro Balde từng là viên ngọc quý khiến Jordi Alba phải rời đi. Cho đến nay thì với hàng loạt những chấn thương, khả năng rất cao là cầu thủ 20 tuổi này sẽ là một đóa hoa sớm nở chóng tàn. Nhưng liệu Barca có dám bỏ ra khoảng 50 triệu bảng để mua đứt João Cancelo trong mùa hè này không thì điều đó còn chưa chắc chắn. Nhất là khi nhìn vào tiền án tiền sự và ngay cả buổi phỏng vấn gần đây nhất của nhân vật này. João Cancelo đích thị là một cậu học sinh giỏi, nhưng đi khá xa so với nền tảng đạo đức của một trò ngoan. Thái độ quyết định trình độ, đó là tư duy lựa chọn người tài của rất nhiều tổ chức. Với Man City thì họ cần cả hai điều này, cả hai đều phải thực sự xuất sắc và hòa quyện. Vì thế, họ sẽ tiếp tục là tập thể hàng đầu trong nhiều năm tới. Còn với cầu thủ người Bồ Đào Nha, sẽ chẳng còn một bến đỗ êm đềm nào nữa chờ đợi anh đâu.